Vâng ạ, để tiếp nối chương trình văn nghệ tối đêm nay với tiết mục múa Cô Đôi Thượng Ngàn đến từ câu lạc bộ văn nghệ thôn Nhân Phú, xin chúng ta cho một tràng pháo tay chào đón.
Để cảm ơn cũng như là sự nhiệt tình của câu lạc bộ thôn Nhân Phú thì ban tổ chức cũng như sư thầy trụ trì cũng có một phần quà để gửi đến câu lạc bộ chúng ta, và cũng chúc cho các bà, các cô chúng ta có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an và cũng như gia đạo chúng ta luôn được hanh thông. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn ạ. Con xin cung thỉnh sư thầy trao quà cho câu lạc bộ ạ. Vâng, xin cảm ơn câu lạc bộ của chúng ta.